chai màu đỏ, chai màu đỏ. Đây. Chai đỏ giùm em nha mọi người. Áo canh bận 22. Gái hả chế? Áo đen gái phải không? Áo đen gái 22 cho chị Ngô Thúy An luôn nè. Em có áo ba lỗ này đẹp nè chị. Chị Ngô Thúy An ba lỗ viền này đẹp nè. Lấy con ba lỗ viền này đi. Còn với lại quần baggy jean nè, quần sọt jean cũng có luôn. Sọt jean, sọt đen gì cũng có luôn giùm em nha. Đây, hồng gái có 34, 38 không có chị. Hồng gái em có lớn nhất là 34, 38 kg đó chị Thảo Ly, lụm đi chế. Có 3 màu luôn đó, xanh, đen, hồng, lấy màu nào. Nè, áo mới luôn nè, áo mới này có size đến ba mấy quấn tiêu rồi. Áo có tới 38. Áo này có tới 38 kg luôn mấy chị, áo 150 trên 20 kg cho em 160 nha. Áo ba lỗ viền nha mọi người. Ba lỗ viền giùm em nha, ba lỗ trắng 22 ý. Ba lỗ trắng 22 cho chị Ngô Thúy An luôn nè. Lấy hồng 34, 38 cho chị Thảo Ly. Em có set này nè mấy chị, set chân váy jean với lại áo chữ D thiêu nè. Quét ngực nha. Ai à, chị Ngô Thúy An có set em bé này cưng nè chị.